cái trường hợp rất đặc biệt là như này. Các em biết đấy, là khi chúng ta xét giao thoa sóng nước thì hai nguồn giống hệt nhau và hai sóng nó lan truyền với cái phương trình rất đẹp. Nhưng trong thực tế thì hai cái sóng kết hợp nó không nhất thiết nó phải là cùng biên độ, cũng không nhất thiết là nó phải có cái pha nó giống hệt nhau. Hai cái nguồn nó không nhất thiết là phải cùng pha, mà chỉ cần thỏa mãn là cùng tần số, cùng phương dao động và độ lệch pha không phụ thuộc thời gian là được. Do đó trong thực tế có nhiều trường hợp mà giao thoa được, và một trong những trường hợp mà các em hay gặp nhất trong đề thi đó là trường hợp hai nguồn ngược pha nhau. Đấy, thì hai nguồn ngược pha thì các em tưởng tượng nhé, U1 ở đây bằng A cos omega t cộng pi chẳng hạn, thì cái U2 này nó bằng A cos omega t. Như vậy rõ ràng hai cái này ngược pha bởi vì nó lệch nhau một lượng pi, đúng không? Thì lúc bây giờ ấy là có cái điểm đặc biệt như này này. Nếu cái đường trung trực này lúc trước khi mà hai cái nguồn nó dao động giống hệt nhau thì nó là một cực đại. Thì bây giờ do hai nguồn ngược pha thì khi nó truyền đến cái đường trung trực này nó cũng sẽ ngược pha. Do đó các cái đường trung trực này bây giờ nó lại trở thành một cái cực tiểu giao thoa. Và vị trí của tất cả những cái cực đại giao thoa lúc trước khi mà hai nguồn giống hệt nhau nó là cực đại, thì bây giờ những cái vị trí này nó lại thành cực tiểu. Có nghĩa là cái vị trí các cực đại và các cực tiểu giao thoa nó bị đổi chỗ cho nhau. Nhớ chưa nào? Đối với trường hợp hai nguồn ngược pha thì nó bị đổi chỗ cho nhau so với trường hợp hai nguồn cùng pha. Thế thì điều này dẫn tới là vị trí của cực tiểu ấy, nó sẽ ứng với D1 trừ D2 của cực tiểu bằng N lambda. Có nghĩa là hiệu đường đi của hai sóng nó bằng số nguyên lần bước sóng. Thế còn cái cực đại bây giờ lại là hiệu đường đi của hai sóng bằng M cộng 1 phần 2 lambda, tức là bằng một số nửa nguyên lần bước sóng. Nhớ chưa? Rất là dễ nhớ thôi. Đấy. Thầy cho một cái ví dụ nhé. Trên mặt nước có hai nguồn FMS2 dao động ngược pha với tần số 20 Hz, vận tốc sóng bằng 60 cm trên giây và FMS2 bằng 10 cm. Tìm tổng số vân cực đại và vân cực tiểu trong trường giao thoa. Thế thì bây giờ các em tính được lambda bằng V trên F bằng 3 cm. Thì chúng ta sẽ có cực đại, điều kiện của nó sẽ là như nào? D1 trừ D2 bằng N cộng 1 phần 2 lambda là số nửa nguyên. Thì nó lớn nó bằng trừ L và bé nó bằng L. Thay lambda ở đây là bằng 3 cm và L ở đây thay bằng 10. Thì chúng ta sẽ có ngay là N cộng 1 phần 2 nhân 3 lớn nó bằng trừ 10 và bé nó bằng 10. Thì chúng ta sẽ có N lớn nó bằng âm 2,83 và bé nó bằng 3,83. Thì từ âm 2 đến 3 thì nó sẽ là có 6 giá trị nguyên, trên chúng ta sẽ có 6 cực đại. Đúng chưa? Thế còn số cực tiểu thì cũng thế thôi. Chúng ta sẽ đưa điều kiện cực tiểu trong trường hợp hai nguồn ngược pha là M lambda. Thì chúng ta rút ra được ở đây, thay cái L và cái lambda này vào thì chúng ta sẽ có là N lớn nó bằng âm 3,33 và bé nó bằng 3,33. Như vậy có 7 giá trị. Như vậy là trong cái trường hợp này sẽ có 7 cực tiểu tất cả trong trường giao thoa. Đấy, chúng ta chỉ cần đảo cái cách tính cho hai cái điều kiện thôi là được.